khổng lồ Meta Planet gây chú ý với thương vụ mua thêm 124 BTC chỉ sau khi huy động thành công 11,3 triệu USD vào ngày 18 tháng 11, nâng tổng tài sản lên hơn 1.142 BTC. Động thái này diễn ra sau khi MicroStrategy thực hiện thương vụ lịch sử, sở hữu hơn 331.000 BTC, khẳng định vị thế dẫn đầu với mức tăng cổ phiếu ngoạn mục 450% kể từ đầu năm. Trong khi đó, thị trường đầu tư XRP ETF tại châu Âu sôi động với 21share vượt mốc 100 triệu USD tài sản quản lý, thúc đẩy kỳ vọng về sự bùng nổ của sản phẩm này tại Mỹ. Ở một diễn biến khác, TPIP, token từ P-Bridge, đang nỗ lực khuấy động không gian Tap to Earn với cuộc thi Miner Video Challenge đầy hấp dẫn, trao thưởng 100 triệu TPIP cho người dùng tài năng. Cùng lúc, P-Chainmore đang úp mở về bản cập nhật quan trọng, nối gót P-Bridge đưa staking vào nền tảng. Mời quý vị khởi động ngày mới cùng 5 phút Crypto, nơi cập nhật nhanh chóng những tin tức nóng sốt nhất của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Gã khổng lồ Meta Planet tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong thị trường tiền điện tử khi công bố mua thêm 124,11 BTC chỉ một ngày sau khi huy động thành công 11,3 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu. Với lần mua này, Meta Planet hiện sở hữu tổng cộng 1.142,3 BTC với giá trung bình DCA là 64.390 USD mỗi BTC. Tại thời điểm BTC đang ở đỉnh cao hưng phấn, dao động quanh mức 92.000 USD, khoản đầu tư của Meta Planet đã tăng trưởng ấn tượng hơn 42%. Động thái mạnh mẽ này tiếp tục củng cố niềm tin vào chiến lược dài hạn của công ty, bất chấp biến động thị trường. Không chỉ Meta Planet, MicroStrategy gần đây cũng đã bổ sung thêm 51.780 BTC vào danh mục đầu tư, trong khi Semler Scientific mua thêm 215 BTC. Đặc biệt, Marathon dự báo kế hoạch huy động 700 triệu USD thông qua trái phiếu để đầu tư thêm vào BTC, khẳng định xu hướng tích lũy mạnh mẽ của các tổ chức. Sau thương vụ mua BTC lịch sử trị giá 4,6 tỷ USD, gần đây, MicroStrategy, biểu tượng của chiến lược đầu tư BTC, đã củng cố vị thế dẫn đầu với tổng số 331.200 BTC trị giá gần 29,7 tỷ USD. Đây là thương vụ đơn lẻ lớn nhất của công ty kể từ khi bắt đầu tích lũy BTC vào tháng 8 năm 2020, đánh dấu MicroStrategy như proxy hoàn hảo của BTC trên thị trường tài chính toàn cầu. Nhờ chiến lược sử dụng đòn bẩy tài chính để tạo ra lợi nhuận kép, MicroStrategy vượt xa các lựa chọn đầu tư BTC truyền thống như quỹ ETF. Sự khác biệt này thu hút cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức lớn. Theo báo cáo 13F, số lượng tổ chức sở hữu cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng lên 738 với giá trị đầu tư đạt 15,3 tỷ USD. Tính đến cuối quý 3, đặc biệt Vanguard Group và Capital International Investor đã gia tăng số lượng cổ phiếu MSTR gấp 10 lần so với quý trước. Morgan Stanley, Goldman Sachs và Bank of America cũng đẩy mạnh đầu tư vào cổ phiếu MicroStrategy, cho thấy sự chuyển dịch của phố Wall. Trong khi BTC tăng 110% từ đầu năm, cổ phiếu MicroStrategy bứt phá ngoạn mục với mức tăng 450%, khẳng định niềm tin mãnh liệt vào chiến lược BTC độc đáo của công ty. Trong một thông báo mới nhất, quỹ 21share Ripple XRP ETF, viết tắt là AXRP, vừa đạt mốc ấn tượng với hơn 100 triệu USD tài sản quản lý AUM. Ra mắt từ tháng 4 năm 2019, sản phẩm này được hỗ trợ hoàn toàn bằng XRP và hiện là một trong những điểm sáng trên thị trường châu Âu, đồng thời là kết quả của hợp tác giữa 21share và CoinShares. Tại Mỹ, hàng loạt đề xuất XRP ETF vẫn đang chờ đợi sự phê duyệt từ Ủy ban chứng khoán SEC, trong khi CEO Ripple Brad Garlinghouse lạc quan rằng ETF XRP sẽ xuất hiện tại Mỹ. Các chuyên gia nhận định điều này có thể mất thời gian. Tuy nhiên, cuộc đua giữa 21share, Bitwise và Canary Capital đang ngày càng sôi động khi rào cản pháp lý dần được tháo gỡ. Giá XRP đã tăng vọt, chạm đỉnh kể từ tháng 11 năm 2021 nhờ kỳ vọng về chính sách linh hoạt hơn từ SEC, cũng như đột đoán về khả năng chủ tịch Gary Gensler từ chức. Sự chú ý mạnh mẽ từ Google Trends với mức tìm kiếm cao nhất kể từ năm 2021 phản ánh sự quan tâm sâu sắc từ cộng đồng, tương tự thời kỳ đỉnh cao của meme coin ship. Trong bối cảnh thị trường Tap to Earn trên Telegram đang có dấu hiệu trầm lắng, TPIP, token từ hệ sinh thái P-Bridge, đã khởi nguồn cảm hứng
với cuộc thi sáng tạo độc đáo mang tên Miners Video Challenge. Đây là cơ hội vàng cho cộng đồng người dùng TPIP thể hiện tài năng, sáng tạo và giành về tổng giải thưởng lên đến 100 triệu TPIP. Để tham gia cuộc thi, người chơi chỉ cần tạo một video dài 60 giây xoay quanh chủ đề TPIP Token, thỏa sức sáng tạo để truyền tải thông điệp về dự án. Các tác phẩm hoàn thiện sẽ được gửi đến kênh Telegram chính thức của dự án, nơi chúng được đánh giá và trao thưởng với mục tiêu thúc đẩy đổi mới và tạo sự gắn kết trong cộng đồng. TPIP Token tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những dự án Tap to Earn tiên phong và sôi động nhất. Sàn thương mại điện tử Pigeonmore chuẩn bị chào đón một bản cập nhật quan trọng đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình phát triển của dự án thuộc hệ sinh thái Pi. Theo đó, bản cập nhật ứng dụng PCM Wallet không chỉ nâng cao bảo mật mà còn giới thiệu các tính năng mới như staking token PCM và đặc biệt là sự di chuyển mainnet Pigeonmore dự kiến diễn ra trong tháng 11 này. Đây là cột mốc quan trọng khi người dùng lần đầu tiên có thể chuyển đổi điểm PCM trong PCM Wallet thành mã thông báo chính thức trên blockchain. Season 1 của quá trình di chuyển sẽ kéo dài 30 ngày với 3 giai đoạn cụ thể để đảm bảo quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra suôn sẻ. Gần đây, staking đã bắt đầu lan rộng vào hệ sinh thái Pi Network khi các dự án hệ Pi bắt đầu ứng dụng tính năng này vào nền tảng. Dẫn đầu trào lưu này không thể không nhắc đến Pi Bridge. Hiện tại, các pioneer có thể stake Pi và PIP trên Pi Bridge app để nhận về lãi lên đến 12% trên một năm, mở ra cơ hội tích lũy và tối ưu hóa lợi nhuận từ Picoin một cách triệt để trước khi Open Mainnet diễn ra. Đừng quên tải ứng dụng Pi Bridge thông qua link bên dưới phần mô tả video và nhập mã giới thiệu 8439108553 từ CryptoLickVN để nhận thưởng 50 PIP token ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe bản tin. CryptoLickVN hy vọng nhận được sự góp ý từ các bạn để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. CryptoLickVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.